hướng dẫn cách làm món cá thác lác áp chảo sốt Thái hấp dẫn đẹp mắt dành cho buổi tiệc. Sơ chế tạo hình cá thác lác: 20g xiềng, 30ml rượu trắng, khử mùi cá thác lác, 2g muối, 2g tiêu trắng, tỏi băm, ớt không cay băm và thái hạt lựu. Lá chanh thái sợi nhỏ và thái hạt lựu. Riêng thái sợi nhỏ và thái hạt lựu. Xả thái mỏng và băm. Ớt băm. Mỡ heo thái hạt lựu. Thắng mỡ heo 200g. Cho vào hỗn hợp gồm ớt không cay, riềng, xả, mỗi loại 20g và 5g lá chanh, 80g dầu, 20g tỏi, 5g ớt, 20g ớt không cay, 30g xả, 10g riềng, 5g lá chanh, 15g bột tôm khô, 10g mắm ruốc, 20g tương ớt, 20g nước mắm, 30g dầu điều, 15g đường. Áp chảo cá thác lác bằng đều hai mặt. Hâm nóng sốt. Trang trí. Vậy là ta đã hoàn thành món cá thác lác áp chảo sốt Thái. Hãy theo dõi kênh để xem thêm các món ăn hấp dẫn khác. Chúc bạn ngon miệng và hẹn gặp lại. Mission complete.